Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 26 tháng 7 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Các hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 26 tháng 7, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và 389 quốc gia, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138 và 389 quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Hội nghị đã nghe đại diện Bộ Công an báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán người 6 tháng đầu năm và sơ kết thực hiện chương trình phòng chống buôn bán người giai đoạn 1 2016-2018. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các bộ ngành đoàn thể địa phương đã triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138 về phòng chống tội phạm. Nhờ vậy, các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần kéo giảm 0,17% số vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 79,5%. Đối với công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, mặc dù còn nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng buôn lậu hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và manh động hơn. Song công tác đấu tranh của các lực lượng chức năng và các địa phương đã thu được những kết quả khích lệ. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 4.395 vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 7.427 tỷ đồng, khởi tố 887 vụ, 889 đối tượng, trong đó xử lý hơn 5.000 vụ vi phạm hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng 117% so với cùng kỳ năm 2017. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại diện các bộ ngành địa phương thảo luận thẳng thắn, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương cần xác định công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là những nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên. Do vậy, cần tiếp tục tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các lực lượng, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của các cơ quan thông tin báo chí trong việc đấu tranh lên án, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với việc vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kịp thời phát hiện nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, khen thưởng gương người tốt việc tốt trong công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường vai trò của xã hội trong việc theo dõi, phối hợp đánh giá tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, qua đó xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân. Hôm nay ngày 26 tháng 7, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Lương Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Nguyễn Thị Trung, tiểu thương chợ Đồng Hới đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018. Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp. Cử tri thành phố Đồng Hới tiếp tục đề xuất kiến nghị các vấn đề như khẩn trương có phương án nạo vét, xây dựng hệ thống thoát nước khu vực nội thị phía nam thành phố, tiếp tục ra soát giải quyết thỏa đáng công tác đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển nhằm ổn định tư tưởng trong nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời cả chế độ chính sách cho người có công, tiếp tục thẩm tra nhằm kịp thời giúp đỡ những gia đình có công với cách mạng đang gặp khó khăn, xem xét lại chế độ hỗ trợ công tác đối với lực lượng dân quân tự vệ, xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác, đảm bảo đời sống sản xuất của bà con. Cử tri cũng đề xuất tỉnh, thành phố nghiên cứu xem xét việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, đảm bảo phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân, xem xét tổ chức xây dựng cơ sở giáo dục đặc biệt với đội ngũ giáo viên chuyên ngành giúp trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển trí tuệ trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, quan tâm giải quyết thấu đáo những khiếu nại tố cáo chính đáng của nhân dân và một số vấn đề quan trọng khác.
Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Công Thuật ghi nhận những ý kiến tâm huyết đầy trách nhiệm và trực tiếp trả lời một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Những ý kiến còn lại, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp để chuyển cả cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Chiều nay ngày 26 tháng 7, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Hới, ông Nguyễn Việt Hải, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đã đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đề nghị Sở Xây dựng thu hồi đất sau khi hoàn thành các dự án trên địa bàn phường Bắc Lý. Liên quan đến lĩnh vực giao thông, môi trường, cử tri phản ánh sự xuống cấp của một số tuyến đường ở các tổ dân phố 6-7 và một số đoạn của đường Phan Đình Phùng. Tình trạng ngập úng ở khu vực trường tiểu học, trung học cơ sở Bắc Lý gây khó khăn cho cả em học sinh và người dân tham gia giao thông. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm dịch động vật ở khâu diệt mổ, phân tuyến khám chữa bệnh cho bệnh nhân trên địa bàn phường Bắc Lý. Sau khi lắng nghe ý kiến đề xuất kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bắc Lý, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Công Huấn đã trực tiếp trả lời một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Những ý kiến còn lại, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp để chuyển cả cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Sáng nay ngày 26 tháng 7, ông Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã vùng Nam thị xã Ba Đồn sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Thắng đã báo cáo khái quát nội dung và kết quả của kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Qua nghe báo cáo, cử tri thị xã Ba Đồn bày tỏ phấn khởi và thống nhất cao đối với những kết quả đạt được về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như những đổi mới của kỳ họp vừa qua. Cử tri cũng quan tâm đề xuất một số nội dung như tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, quy hoạch hệ thống giao thông các xã vùng Nam, có giải pháp đồng bộ đối với vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, một số chế độ chính sách đối với cán bộ đang công tác tại các thôn bản, đối tượng người có công, hỗ trợ làm nhà ở cho đối tượng chính sách, giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai ở một số địa phương, rà soát hoạt động của các cơ sở y tế, kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng các mô hình trồng rau an toàn, vân vân. Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Thắng đã tiếp thu và giải trình các vấn đề mà cử tri quan tâm. Cụ thể, về tình trạng lấn chiếm đất đai tại xã Quảng Lộc, Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Quảng Lộc kiểm tra và xử lý theo đúng pháp luật. Đối với một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra vừa qua, đề nghị lực lượng chức năng phối hợp điều tra và xử lý đúng người đúng tội để ổn định tình hình trên địa bàn. Về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công theo nghị định số 22, hỗ trợ ngư dân đánh bắt vùng biển xa theo nghị định 48 của chính phủ, đề nghị các phòng liên quan rà soát và trả lời cụ thể cho người dân. Đối với kiến nghị của cử tri về nâng cấp hệ thống đê kè tại các xã vùng bãi ngang, cồn bãi, ông Trần Thắng nhấn mạnh điều kiện của địa phương còn khó khăn, trong khi ngân sách còn hạn chế. Vì vậy thị xã sẽ ưu tiên các công trình cấp thiết để đề xuất các cấp các ngành chức năng hỗ trợ đầu tư. Các ý kiến đề xuất còn lại sẽ được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập hợp để trình lên các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Chiều nay ngày 26 tháng 7, ông Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường của thị xã Ba Đồn sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Ba Đồn quan tâm đến một số vấn đề còn bất cập của địa phương như tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, vấn đề đền bù sau khi giải phóng mặt bằng còn bất cập, vấn đề tranh chấp đất đai, giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng dân công hỏa tuyến, cán bộ tiền khởi, kiểm soát hoạt động của một số cá nhân tổ chức tín dụng tư pháp trên địa bàn, vấn đề vệ sinh môi trường và ô nhiễm nguồn nước tại cả con sông. Cử tri cũng mong muốn địa phương quan tâm đến vấn đề quy hoạch sắp xếp khu vực nghĩa địa, quy hoạch khu vực đổ rác thải xây dựng để tránh tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Sau khi nghe các ý kiến đề xuất của cử tri, đại diện lãnh đạo thị xã đã trực tiếp giải trình một số nội dung có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của địa phương. Ông Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiếp thu các kiến nghị của cử tri và làm rõ hơn một số vấn đề mà cử tri còn băn khoăn liên quan đến chế độ chính sách, đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các sở ban ngành. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập hợp các ý kiến của cử tri để gửi đến các ngành chức năng xem xét giải quyết. Sáng nay ngày 26 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp. 6 tháng đầu năm, các xã trong tỉnh đã xây dựng sửa chữa nâng cấp được trên 97 km đường giao thông, bê tông hóa nâng cấp sửa chữa gần 20 km canh mương, nâng cấp 15 công trình trường học. Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt kết quả đáng phấn khởi, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được các địa phương nhân rộng nhằm tăng giá trị. 6 tháng đầu năm, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 30.500 tấn, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 6.359 tỷ đồng. Tổng nợ đồng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới đến cuối tháng 4 còn hơn 20 tỷ đồng. Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 bổ sung thêm một số chỉ tiêu nội dung mới với nhiều tiêu chí đòi hỏi cao hơn so với trước, nên trong 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 29 xã đã đáp ứng bộ tiêu chí mới, 23 xã chưa đáp ứng bộ tiêu chí mới. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tăng 33 tiêu chí, nhưng có 96 tiêu chí chưa đáp ứng bộ tiêu chí mới, nên số tiêu chí bị sụt giảm là 63 tiêu chí, đạt bình quân 14,1 tiêu chí trên một xã, giảm 0,5 tiêu chí trên một xã so với cuối năm 2017. Đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2018, đến nay bình quân đạt 15,6 tiêu chí một xã. Xã còn nhiều tiêu chí nhất là xã Hòa Hợp 6 tiêu chí, xã còn ít tiêu chí nhất là xã Quảng Phương 1 tiêu chí. Trong số các tiêu chí bị sụt giảm, tiêu chí tổ chức sản xuất bị sụt giảm nhiều nhất chủ yếu là do các xã chưa có hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012. Nội dung xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đòi hỏi thời gian dài, khó thực hiện. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành trong tỉnh đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế cần tập trung chỉ đạo thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương, các cấp, các ngành, đồng thời đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần kịp thời khắc phục để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Về vấn đề quan điểm chỉ đạo là chú trọng chất lượng trong vấn đề là kỳ xây dựng nông thôn mới và đảm bảo tính bền vững, chứ không phải là chạy theo phong trào và đánh giá là đúng thực chất. Về vấn đề chỉ đạo điểm thì như vậy là đối với huyện Bố Trạch tập trung chỉ đạo cư nồng để mà thay cho cả nhân trạch, bởi vì nhân trạch khả năng không đạt. Điểm phấn đấu chúng ta là 11 xã đăng ký là phải đạt nông thôn mới theo kế hoạch. Về chỉ đạo diễn thì là phấn đấu để mà tăng bình quân một xã là từ 1 đến là 1,5 tiêu chí và phấn đấu để mà số xã dưới 10 tiêu chí là còn khoảng là giữa 20%. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là tham mưu cho ban tỉnh có văn bản để mà báo cáo Thủ tướng về điều chỉnh lại phần trăm số xã đạt nông thôn mới từ nay đến 2020. Trong các giải pháp thì tôi đề nghị là một giải pháp quan trọng là mà cần tập trung chỉ đạo, đó là các huyện là phải tập trung để mà tăng thu ngân sách cho huyện để mà hỗ trợ các xã. Thì trong đó là chú trọng để vấn đề mà phát triển quỹ đất. Đối với các tiêu chí mà liên quan đến giáo dục thì tôi đề nghị các huyện là có cái tập hợp lại, và về phía sở tài chính đề nghị đồng chí giám đốc sở là có cái xem xét cân đối lại để hỗ trợ cái từ nguồn là sự nghiệp giáo dục. Sở kế hoạch đầu tư tham mưu ủy ban tỉnh để có một cái quy định phân cấp để phê duyệt một số chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có cái nông thôn mới, để đảm bảo là thực hiện nhanh chóng hơn. Và với tinh thần là chỉ đạo của trung ương là chủ động, quyết tâm, sáng tạo, hiệu quả để mà triển khai cái nông thôn mới, chú trọng để bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn, vận động người dân để trở thành một cái nếp văn hóa là không vứt rác bừa bãi, huy động các cái nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về kinh phí để mà đầu tư hạ tầng, và với quan điểm là không để phát sinh nợ động. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chỉ đạo thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí các xã nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí vườn mẫu để các huyện có cơ sở triển khai thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới trên đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, Bảo Quảng Bình, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên khắp các địa bàn trong tỉnh. Sáng nay ngày 26 tháng 7, Ban đại diện người cao tuổi tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ 3 giai đoạn 2014-2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quảng Bình hiện có gần 48.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh,
hơn 1.000 người cao tuổi làm chủ doanh nghiệp, 866 người làm trang trại. Phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi đã góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có trên 2.700 người đạt danh hiệu người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà hội người cao tuổi các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp hội cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao vai trò vị thế của hội để cán bộ hội viên luôn gương mẫu đi đầu, trở thành nòng cốt trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Tại hội nghị, 8 cá nhân tiêu biểu vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều cá nhân cũng được ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh khen thưởng. Có một bài ca không bao giờ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã trở thành truyền thống tốt đẹp, làm nên sức mạnh Việt Nam, một dân tộc anh dũng, kiên cường và nhân văn. Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện quan trọng, là dịp toàn thể dân tộc Việt Nam tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội, để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công, gia đình chính sách đầy đủ hơn, ấm áp hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, chiều nay 26 tháng 7, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Bình. Cùng đi có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Trước khi đi thăm các gia đình chính sách, đồng chí Hầu A Lành đã có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã báo cáo những hoạt động nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, trong những năm qua, công tác mặt trận ở tỉnh Quảng Bình đã có nhiều đổi mới, vừa có trọng tâm trọng điểm, bám sát nhiệm vụ của địa phương. Công tác thông tin tuyên truyền được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cả cấp đẩy mạnh và có chiều sâu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Báo Quảng Bình thực hiện 12 chuyên trang chuyên mục đại đoàn kết mỗi năm và hàng trăm tin bài tuyên truyền về công tác mặt trận. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã chủ động sáng tạo triển khai sớm cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác giám sát được triển khai ngày một bài bản, chất lượng hơn. Công tác cứu trợ, công tác an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng. Công tác dân tộc tôn giáo ngày càng thiết thực hiệu quả hơn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lành đã biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để đưa các hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Đồng chí lưu ý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình cần tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình của nhân dân, phối hợp xử lý thông tin để tránh bị động bất ngờ, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, công tác giám sát, công tác phòng chống tham nhũng. Tiếp đó, đồng chí Hầu A Lành cùng đoàn công tác, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm hỏi tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Teo, tổ dân phố 5, phường Bắc Nghĩa. Thăm gia đình anh Phạm Văn Thái, thương binh hàng 1/4, tổ dân phố 7, phường Đông Sơn, thành phố Đồng Hới. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lành đã ân cần thăm hỏi, ghi nhận những công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ những hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Tại huyện Bố Trạch, đồng chí Hầu A Lành cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và trao hỗ trợ 120 triệu đồng làm nhà đại đoàn kết cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Trạch, thị trấn Hoàn Lão và xã Thanh Trạch. Dịp này, đồng chí Hầu A Lành cùng cả đồng chí trong đoàn đã đến thắp hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa Đạo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo huyện Quảng Trạch vừa đến viếng, đặt vòng hoa dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính, tỉnh Quảng Trị. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chính là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đoàn đã thỉnh chuông, đặt vòng hoa,
dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Dịp này, đoàn đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Bà Dốc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Hôm qua ngày 25 tháng 7, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã đến viếng dâng hương tại đài tưởng niệm thị trấn Hoan Lão, mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp và đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng. Trước anh linh đại tướng Võ Nguyên Giáp và cả anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ghi nhớ công lao to lớn đó, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch nguyện chung sức đồng lòng phát huy truyền thống cách mạng của cha anh, không ngừng nỗ lực phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Hôm nay ngày 26 tháng 7, lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã đến viếng dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, bến phà Long Đài, xã Hiền Ninh. Trong không khí thanh kính trang nghiêm, lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm và đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, bến phà Long Đài đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Dịp này, lãnh đạo huyện Quảng Ninh đã đi thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Sáng nay ngày 26 tháng 7, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh xương máu của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tiếp bước cha anh, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Dịp này, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã đến dâng hương tại nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xã, xã Lộc Thủy. Lãnh đạo huyện Minh Hóa vừa đến thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh xương máu của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào ở địa phương, động viên con cháu thi đua phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7, tháng tri ân, đây là dịp để mỗi một người dân Việt Nam thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã cống hiến hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với gia đình ông Phan Văn Xuân ở thôn Đông Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, hơn nửa thế kỷ đã đi qua, ba thế hệ trong gia đình ông đã tự nguyện chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Trạch. Với ông, đây là việc làm thể hiện sự tri ân sâu sắc, trên hết là tình cảm dành cho đồng đội của mình, những người đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Hơn 50 năm qua, cả ba thế hệ trong gia đình ông Phan Văn Xuân, gồm ông nội, bố và gia đình ông, đều kiên trì, thầm lặng, tự nguyện trông coi chăm sóc các phần mộ ở nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Trạch. Họ luôn xem đó là bổn phận, là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc. Vợ chồng và tôi cũng đến chân lễ lễ, đến chân mỏng một về ngày rằm. Thì cũng vợ chồng với con cái ông lính bệnh thể có cái nghĩa táng đấy là sạch cháy khốn, là cũng gió vợ chồng và tôi. Bất đất ní là cha tôi là tông nó khai cái bàn với một cái phương. Cũng như bao người con quê hương Bố Trạch, ông nội và bố của ông Phan Văn Xuân đều hăng hái lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc khi tuổi còn đôi mươi. Ông cũng từng là chiến sĩ lữ đoàn hải quân đánh bộ 101 quân chủng hải quân, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Có lẽ ông may mắn hơn những người khác, đó là vẫn còn lành lặn trở về sau chiến tranh để được chăm sóc cho giấc ngủ của đồng đội. Đồng chí Xuân là hội viên hội cựu chiến binh. Nhưng mà có trong cái quan trang đi là ba thế hệ, từ đời ông nội đến đời bố và bây giờ đến đời ông Xuân, chăm sóc nghĩa trang như quét rác rồi nhang khói cho các anh hùng liệt sĩ. Nhưng mà về quyền lợi thì địa phương thì cũng chưa có cái điều kiện kinh tế để trả công. Một năm thì được nhang khỏi được 1 triệu để thắp cả những cái sĩ, còn bao nhiêu thì gia đình là bỏ ra để mua nhang khỏi rồi hoa quả thắp cả những cái sĩ. Trong đấy là không phải
riêng các bà các chú nó đời chống Pháp, đời chống Mỹ, có đồng chí đóng đôi cái bà túi năm đấy, bà túi muốn đóng góp một công nào, bà túi nó dù giàu hay lớn chứ bà túi không biết, nhưng mà không một lòng để túi, bà túi cứ chăm lo tập giá tập khỏi như vậy theo cho các bà các chú rồi thôi. Những việc làm của người lính Cụ Hồ trong thời bình như gia đình ông Xuân tuy thầm lặng nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Và với cựu chiến binh Phan Văn Xuân, ông quan niệm đã là đồng đội, dù sống hay nằm xuống, đều phải che chở, đùm bọc lẫn nhau. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc khẩn trương phòng trừ sâu bệnh hại lúa hè thu 2018. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ đang phát sinh gây hại trên diện rộng ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố. Diện tích bị nhiễm rầy toàn tỉnh 1.087 hecta, mật độ rầy phổ biến 700 đến 1.000 con trên 1 mét vuông, nơi cao 2.000 đến 3.000 con trên 1 mét vuông, cục bộ 5.000 đến 6.000 con trên 1 mét vuông, cá biệt 8.000 đến 10.000 con trên 1 mét vuông. Diện tích nhiễm sâu cuốn lá nhỏ 1.202 hecta, mật độ phổ biến 20 đến 30 con trên 1 mét vuông, nơi cao 50 đến 70 con trên 1 mét vuông, cục bộ 100 đến 150 con trên 1 mét vuông. Rầy và sâu cuốn lá nhỏ gây hại vào giai đoạn này làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất sản lượng lúa hè thu. Dự báo trong thời gian tới, rầy và sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát sinh và gây hại nặng trên diện rộng. Để chủ động phòng trừ rầy và sâu cuốn lá nhỏ hại lúa có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra đồng ruộng, tổ chức phòng trừ rầy sâu cuốn lá nhỏ kịp thời có hiệu quả. Kiên quyết không để rầy sâu cuốn lá nhỏ phát sinh thành dịch, tăng cường công tác điều tra phát hiện các vùng nhiễm rầy sâu cuốn lá nhỏ, dự báo các lứa rầy sâu cuốn lá nhỏ và khả năng gây hại để thông báo cho các địa phương kịp thời phòng trừ. Phối hợp với các địa phương, hợp tác xã, thôn chỉ đạo hướng dẫn nông dân về kỹ thuật sử dụng thuốc đặc hiệu để phòng trừ rầy sâu cuốn lá nhỏ hiệu quả. Phối hợp với báo Quảng Bình, đài phát thanh truyền hình tỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng khác để tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng trừ rầy sâu cuốn lá nhỏ hại lúa để nhân dân biết thực hiện. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ rầy sâu cuốn lá nhỏ. 2. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai quyết liệt công tác phòng trừ rầy sâu cuốn lá nhỏ hại lúa. Cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống cơ sở, đặc biệt là các địa phương có diện tích nhiễm rầy nặng sâu cuốn lá nhỏ để chỉ đạo hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và chỉ đạo phòng trừ kịp thời. Tăng cường kiểm tra giám sát việc buôn bán và sử dụng các loại thuốc đặc hiệu theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để phòng trừ. Chỉ đạo các phòng ban liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn thông báo tình hình và chỉ đạo hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ để nhân dân biết thực hiện. Chủ động bố trí kinh phí để hỗ trợ cho nông dân ở những địa phương có diện tích lúa bị rầy sâu cuốn lá nhỏ gây hại nặng. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngoài những nội dung công việc được giao nêu trên, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh khó khăn vướng mắc để chỉ đạo giải quyết. Kỳ thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Minh Ngân, hết nội dung công văn. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình, đêm 26 ngày 27 tháng 7 năm 2018. Khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 62 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 64 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 60 đến 97%. Khu vực Phong Nha nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 63 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 62 đến 96%.